Kính chào quý vị khán thính giả. Hôm nay chúng tôi trình bày đề tài là chỉ trích tôn giáo có vi phạm tự do tôn giáo hay không. Xin thưa là không. Và xin nhắc lại một mấy ngày trước đây đó, thì chúng tôi ủng hộ cho giáo dân Phạm Quốc Khải lên trên kênh thầy Biên Ải để tỏ ra cái một cái sự bức xúc về một vài cái ngôn từ. Thì đó là một cái bức xúc chính đáng, cũng cần bày tỏ như là một con chiên. Tôi tán thành. Thì khi mà mình chỉ trích người ta đó thì cũng cho người ta cái quyền người ta chỉ trích lại mình. Riêng tôi thôi, tôi nhận thấy cái sự lên tiếng đó là chính đáng. Thì đó là cái thái độ của cá nhân tôi. Ở cái buổi livestream của ông Quốc Khải trên kênh thầy Biên Ải đó, là có cái điểm tích cực đó là thầy Biên Ải đã dẫn dắt ông Quốc Khải công nhận Vatican là quốc gia có tội đối với Việt Nam. Thầy cũng ba lần than phiền là tại sao mà người Công giáo có đọc cái câu kinh là xin Chúa cho con thoát khỏi ách cộng sản. Tôi thấy thầy hỏi ông Quốc Khải ba lần như vậy. Thì lẽ dĩ nhiên là ông Quốc Khải ông nói ông chỉ có thể ông nói là cái thời Chúa ở đâu có cái cộng sản ở đâu mà bây giờ đọc kinh xin Chúa cho con thoát khỏi ách cộng sản, Chúa có biết cộng sản là gì đâu. Thì cái chuyện đó là cũng vui thôi, nhưng mà tôi tìm hiểu đó thì cái câu đó nó nằm trong cái câu kinh đọc của người Công giáo trong nhà thờ là cái kinh dâng nước Việt Nam cho Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội. Cái câu này á, thầy nói tại sao người Công giáo cứ nói xin Chúa cho con thoát khỏi ách cộng sản đó, nó nằm trong cái câu kinh đó. Và chúng tôi cực lực lên án những người Công giáo cứ đem nước Việt Nam dâng cho Đức Mẹ, dâng cho Chúa. Những cái kênh cô Trần Ly là rất là bức xúc cái câu kinh mà, thì tôi thấy là cái sự bức xúc đó là cũng chính đáng. Thật mà Đức Mẹ là lấy cái nước Việt Nam làm cái gì? Hả? Chúa lấy cái nước Việt Nam làm cái gì? Nếu Là mà Vatican đấy, vậy thì giờ chúng ta phải hiểu đó, Chúa đó là Đức Mẹ đó là Vatican chứ không ai khác. Do đó là quý vị đừng có bán nước qua cái cách đọc kinh như thế đó nữa. Chúng tôi lên án cái chuyện đó cực lực và tôi đồng ý với kinh Trần Ly lên án hết sức về cái câu kinh này. Đó. Thế thì xong cái câu kinh đó, bây giờ đến cái điểm khác ở trong cái buổi hội luận đó, buổi video đó, thì về thầy phía thầy Biên Ải đó, thì thầy muốn gây cái không khí thân thiện với ông Phạm Quốc Khải. Thầy có nói về một cái khía cạnh tốt đẹp nguyên thủy của Thiên Chúa giáo và về hoạt động đấu tranh của ông Giêsu, đó là cái khía cạnh tích cực. Và ông cũng có lập luận là nếu mà đạo Công giáo không có gì tốt thì làm sao nó tồn tại được 2.000 năm. Thì đối với tôi đó, cái câu này nó không có phải là thầy quảng cáo cho một cái lý thuyết gì cả hay là phân tích nghiên cứu gì cả, nhưng mà theo tôi hiểu thì thầy chỉ dùng cái đó để là một cái lấy lòng, một sự lấy lòng, một cái câu nói rất là xã giao. Rất là cần thiết trong cái việc trao đổi với một cái người đang đi đạo, và nhất là những người đại khái giống như là ông Phạm Quốc Khải. Đó là cái quan điểm của tôi. Thì tôi quan điểm là khi mà trao đổi với người ta đó thì mình, ông bà ta nói ông mất cái giò bà thò nậm rượu để mà đạt được cái thắng lợi mà như thầy muốn, thì tôi thấy thầy đã đạt được cái thắng lợi trong cái buổi đó. Thì nhất là tôi thấy thầy đăng một cái clip mà khi mà Bác Hồ gặp người Công giáo đó, trong cái lúc mà truyền thông quốc tế hô hào Đức Mẹ vào Nam đó. Bác hỏi thăm công việc đồng áng, biết tin bác đến thì đồng bào giáo dân kéo về chật cả sân nhà thờ. 2-3 phút bác hỏi về đồng áng, dù bác đi thẳng vào vấn đề, bác bảo Chúa ở khắp mọi nơi, ở trên trời, dưới đất và cả hỏa ngục nữa, đúng không? Thưa bác đúng ạ, thưa cụ đúng ạ, tất cả cùng vỗ tay hoan hô. Vậy thì Chúa đã khắp mọi nơi thì tại sao lại bảo Chúa đi Nam? Có phải Chúa đi Nam không? Thưa bác, không ạ. Không phải Chúa Nam ạ, vỗ tay hoan hô. Sướng quá, rất là rạng rỡ. Mà trong khi đó thì báo chí giải thích bao nhiêu họ vẫn không nghe ra.
Thế bác lại hỏi, vậy Chúa Giêsu chịu đóng đinh lên trên cây thánh giá để cho nhân loại được no ấm, được học hành, được bình an thờ phụng Chúa, có đúng không? Lại vỗ tay hô, đúng ạ, đúng ạ, đúng ạ. Thế thì ngày nay đảng ta ngày đêm lo cho hợp tác xã có năng suất cao, để gia đình các xã viên công giáo được no ấm, các cháu đến tuổi thì được cắp sách đến trường, người lớn chơi với chữ thì được đến đi học bình dân học vụ, sớm tối chuông nhà thờ vẫn điểm. Đảng ta làm như vậy có đúng thánh ý Chúa không? Bác dùng chữ thánh ý Chúa nhé, có đúng thánh ý Chúa không? Bây giờ thì họ vỗ tay mà lên hồ chủ tịch muôn năm, đảng lao động Việt Nam muôn năm, vỗ tay lên. Bác tủm tỉm, vậy thì nếu Chúa Giêsu mà giáng sinh vào thời nay thì Chúa cũng làm cộng sản đấy. Thì bác Hồ cũng dùng những cái câu của trong đạo để mà dẫn dắt cho người dân. Thì chúng tôi khi nhắc lại là đây là trong cái nghệ thuật trao đổi với nhau, thì chúng ta cũng phải lấy những cái điểm tích cực để mà chúng ta mới có thể trao đổi lại được. Người Mỹ nó gọi là win-win, tức là mình cho người ta một cái món quà đi đó, thì để mà mình nhận lại được một cái mà mình muốn. Thí dụ mình gặp một cái món quà nào mà mình muốn đó, mình muốn chiến thắng đó, mình phải tặng cho người khác một cái món quà. Thì chúng ta không có nên phân tích cái câu gọi là những cái câu xã giao, câu chuyện trao đổi như thế đó. Thì bác Hồ dẫn dắt người ta, bác Hồ nói là bây giờ đảng Cộng sản đang cố gắng làm cho dân ấm no, mở lớp bình dân dạy cho dân biết đọc, biết viết. Thì tất cả những chuyện đó là có phải là đảng Cộng sản cũng làm công việc giống như Chúa Giêsu hay không? Thì mọi người tung hô đảng Cộng sản. Thì đó là cái nghệ thuật của bác Hồ. Và thì chúng tôi cũng muốn cho những người bạn của chúng tôi hiểu rằng cái nghệ thuật mà mình nói chuyện với người công giáo mà trực diện giống như là thầy Biên Ải, thì những cái câu nói của thầy hôm đó là rất là tốt. Cũng giống như bác Hồ gặp người công giáo, bác Hồ cũng trao đổi những cái câu với người công giáo rất là khéo léo. Tôi thấy là xong cái phần đó nhé. Rồi đến cái trong cái clip đó thì thầy nhấn mạnh cái chính sách tôn giáo của nhà nước, cho nên tôi cảm thấy cần phải khai triển thêm và trao đổi với những vị nào quan tâm. Thì cái video hôm nay đó, tôi sẽ trình bày các điểm như sau. Là thứ nhất là tự do tôn giáo theo những quốc gia Tây phương. Rồi tôi sẽ nói về luật tôn giáo của Việt Nam, về chính sách đoàn kết của nhà nước Việt Nam. Và sau cùng là tôi chia sẻ với anh Quốc Khải. Đồng ý với thầy Biên Ải về chính sách của đảng là bình đẳng tôn giáo về pháp luật. Điều này không có mấy liên hệ đến cái việc vạch mặt tiêu cực trong tôn giáo của chúng tôi mà kinh Trần Ly đang tích cực lên tiếng. Phê phán về tôn giáo không hề vi phạm luật pháp, thầy ạ. Cũng giống như việc của các anh em chúng ta từ 3-4 năm nay thì chúng ta vạch mặt cái sự xuyên tạc lịch sử của thủ lĩnh cách mạng trắng vậy. Không hề đi ngược với chủ trương hòa hợp hòa giải của nhà nước đâu. Phê phán về tôn giáo không có nghĩa là ngăn cản những thực hành tôn giáo. Chúng tôi đâu có ai ngăn cản những cái thực hành của tôn giáo, những đi lễ của người có đạo đâu. Hay là chúng tôi đâu có chống lại cái sự tự do tôn giáo gì cả đâu. Do đó cái sự phê phán nó khác. Còn cái nhưng mà có những người mà cứ hễ mỗi lần mà chúng tôi phê phán thì cứ nói là tôn giáo của người ta phải được tự do tôn giáo. Chúng tôi đâu có quyền ngăn cản tự do tôn giáo. Do đó là chúng tôi yêu cầu quý vị phải phân biệt hai cái chuyện nó khác nhau. Phê phán tôn giáo không có nghĩa là chống lại tự do tôn giáo, mà trái lại đó là một cái quyền tự do của những người người dân, những người thấy tiêu cực là phải lên tiếng. Này, phê phán tôn giáo không hề vi phạm pháp luật. Xin đọc cái bài của tác giả Trần Khai Sáng. Ông lấy tựa đề là Giáo dục khai phóng 2. Hiểu đúng về tự do tôn giáo. Tiếng nói nạn nhân của sự bất công về tự do tôn giáo. Ngày 27 tháng 8 năm 2014, bức thư gửi cho Sách Hiếm. Và đề là kính gửi Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, đồng kính gửi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các trang mạng để phổ biến và riêng thương tặng các con của tôi.
Bức thư khẩn thiết này xin gửi lên chính phủ để xin góp ý về vấn đề giáo dục tư duy phản biện và logic cho học sinh, thế hệ trẻ, tương lai của đất nước. Bài viết ngắn này hoàn toàn không có mục đích xuyên tạc bôi nhọ một tôn giáo nào, mà chỉ nhằm góp ý cho ngành giáo dục Việt Nam về vấn đề đào tạo khả năng tư duy phản biện và logic cho học sinh, sinh viên, thế hệ tương lai của đất nước. Bài viết này cũng là tiếng nói tha thiết của một người cha, mang nặng tâm sự chung của những nạn nhân đồng cảnh ngộ. Người cha khốn khổ này đã mấy chục năm chứng kiến con cái mình thay vì trưởng thành trong tư duy, lại lớn lên trong sự mê muội. Nguyên nhân chỉ vì người tôi yêu lại nằm trong ngục tù của một tổ chức tôn giáo có nhiều bất cập. Những tưởng rồi tình yêu sẽ hóa giải cho chúng tôi, cho nàng hiểu rằng công giáo của nàng đã bắt cóc tình yêu đôi lứa để đòi tiền chuộc. Nhưng tôi đã đánh giá quá thấp sự bất lương của họ, để rồi phải trả giá bằng hết cuộc đời mình. Chẳng những không hoán cải được vợ con, mà còn phải ấm ức hàng ngày trước cảnh cả nhà đang hùng dũng bước vào con đường u mê mà tưởng rằng đó là niềm vui tôn giáo. Ước mong các cấp chính quyền đặc biệt quan tâm và xin các trang mạng vui lòng giúp phổ biến lời kêu gọi khẩn thiết của tôi. Số 1. Hiểu đúng về tự do tín ngưỡng. Hiểu đúng về tự do tín ngưỡng ở các quốc gia tân tiến như Anh, Mỹ, Pháp, tự do tôn giáo có hai mặt. Thứ nhất là người dân được tự do tín ngưỡng và cũng được tự do nhận xét phê bình công khai về mọi mặt của tôn giáo từ kinh thánh đến thực hành. Đó là hai mặt của cái tự do tôn giáo. Còn ở Việt Nam, vấn đề tự do tín ngưỡng tuy cũng được bảo vệ trong hiến pháp, nhưng vấn đề thực hiện thì chỉ có một mặt, là chúng ta chưa có tự do phê bình tôn giáo. Như vậy thì tự do tôn giáo chỉ có phần nửa, và phần nửa kia không được tự do, cho nên nó mới trở thành vấn đề nhạy cảm mà nhiều người không muốn đụng đến. Sự bất công này phát sinh nhiều nạn nhân, trong đó có tôi. Thì tôi đây là cái ông Trần Khai Sáng. Trong lúc đó có một thứ tôn giáo có quyền tự do rao giảng những điều dối trá, phản khoa học, phản nhân tính, phản đạo đức và đôi khi phản cả luật pháp hiện hành. Xin trưng dẫn một vài thí dụ. Đầu tiên là phản khoa học. Cái cuốn truyền đạo là tiếng Mỹ nó gọi là Preacher, dạy rằng đời này qua đời khác đến, nhưng trái đất thì cứ còn luôn luôn. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, nó lật đật trở về nơi nó mọc. Điều này có nghĩa là quả đất đứng yên, mặt trời chuyển động. Quý vị thấy không? Thấy nó phản khoa học không? Rồi thứ hai là ngôn từ thì lỗ mãn. Trong cái cuốn Malachi chương 2, đoạn 2, 4, Chúa Giê-hô-va nói: nếu các ngươi không nghe lời ta, không làm rặn danh ta, ta sẽ trách cước lên mặt các ngươi. Đấy, quý vị nghe có xứng đáng là một cái người giáo chủ như vậy hay không? Rồi cái điều thứ ba là dạy cái điều tàn nhẫn, độc ác, độc tài, như là phục truyền luật lệ ký, Deuteronomy chương 13, đoạn 1 đến câu 10 viết: nếu một giáo chủ các tôn giáo khác, hoặc anh em, hoặc vợ chồng, con cái hay cha mẹ trong gia đình, hoặc bạn các ngươi, mà khuyên các ngươi đi theo tôn giáo khác, thì phải giết tất cả chúng nó. Đây, quý vị nghe cái câu này coi có được hay không? Rồi trong cái cuốn Thi Thiên, tức là tiếng Mỹ viết là Psalm 137 câu 9, nói rằng: phước cho những kẻ bắt trẻ em người xứ Babylon rồi chà nát đầu chúng vào đá. Quý vị nghe coi có phải là một tôn giáo hay là cái thứ băng đảng. Đấy, cái này là trong Kinh Thánh nha quý vị, mở ra đi cái cuốn Thi Thiên. Đó. Chương 137 câu 9. Đó. Rồi bây giờ cái cuốn khác, cuốn Samuel số 1 chương 15 câu 3 nói rằng: hãy đi đánh người Amalek, tiêu hủy tất cả đồ đạc của chúng, giết gia súc, đàn ông, đàn bà, con trẻ, ngay cả những đứa còn bú, giết sạch. Đấy, quý vị coi đó là cái đảng cướp hay là một tôn giáo. Tôi nói có quá hay không quý vị? Thế mà cũng các nhà truyền giáo cũng dụ người khác cải đạo. Vì thế dân Mỹ ngày nay họ công khai chế giễu cái tôn giáo kinh tởm này. Xin mời xem thử đoạn video clip 2 do các diễn viên nổi tiếng Mỹ thực hiện theo đường link sau đây.
để tôi mở cho quý vị nghe. Cái ông này á, là nội dung á, là chế giễu Chúa Giêsu và sự mê tín dị đoan cực kỳ ngu xuẩn. No contest. Religion. Religion easily has the greatest bullshit story ever told. Think about it. Religion has actually convinced people that there's an invisible man living in the sky who watches everything you do every minute of every day. Xin dịch lại như thế này. Người diễn viên là tên là George Carlin. Ông ấy bắt đầu câu chuyện như thế này. Tôn giáo đã dễ dàng trở thành câu chuyện nhảm nhất từng được kể từ trước đến nay. Các bạn nghĩ xem, tôn giáo đã thuyết phục mọi người rằng có một cái người vô hình sống ở tận trên trời. Ông ta quan sát tất cả những gì bạn làm, từng phút, từng ngày. And the invisible man has a special list of 10 things he does not want you to do. And if you do any of these 10 things, he has a special place full of fire and smoke and burning and torture and anguish where he will send you to live and suffer and burn and choke and scream and cry forever and ever till the end of time. Và người vô hình này có một danh sách đặc biệt gồm 10 thứ ông ta không muốn bạn làm. Và nếu bạn dám làm một trong những thứ 10 điều đó, ông ta sẽ có một chỗ đặc biệt đầy lửa và khói, gọi là hỏa ngục, và cháy và tra tấn và cùng cực. Chỗ mà ông ta sẽ đẩy bạn vào đó để sống, để chịu đọa đày và đốt cháy và ngạt thở và kêu gào và khóc than mãi mãi và vĩnh viễn cho đến ngày tận cùng của thế giới. But he loves you. Nhưng ông ta yêu thương bạn. He loves you. He loves you and he needs money. Ông ta yêu thương bạn. Ông ta yêu thương bạn và ông ta cần tiền. He always needs money. He's all powerful, all perfect, all knowing and all wise. Somehow just can't handle money. Ông ta luôn luôn cần tiền. Ông ta là đấng toàn năng, toàn mỹ nhất và thông minh nhất, nhưng chả hiểu sao mà chẳng thể làm ra tiền. Religion takes in billions of dollars, they pay no taxes, and they always need a little more. Now, you talk about a good bullshit story. Holy shit. Tôn giáo thu về hàng tỷ đô la. Họ không đóng thuế. Và họ luôn muốn thêm một ít nữa. Nếu bạn muốn bàn về câu chuyện nhảm nhí hay ho. Holy shit, tức là ổng cái tiếng này tục đó. Và khán giả vỗ tay ầm ầm. Thank you very much. Ở phía dưới sân khấu có hàng ngàn khán giả vỗ tay tán thưởng. Như vậy cho thấy là tự do tôn giáo ở Mỹ thực sự ra làm sao. Đó. Rồi cái cuốn phim khác thể hiện sự hài hước bằng văn tục, chửi thề rất tục tiểu và phản cảm. Nhưng mà nếu ta chỉ chú ý đến nội dung phim thì ta sẽ thấy cái sự châm biếm hài hước rất là chính xác và hợp lý. Đó. Đối với những người có tìm hiểu chút ít về Chúa Giêsu. Tại sao mà có sự bán bổ cái đạo Thiên Chúa đến mức cùng tột lại có thể thực hiện trước một số khán giả đông đảo và đồng tình hưởng ứng một cách thoải mái như bạn đọc sẽ thấy trong cái đoạn video trên, mà không thấy công giáo Tin Lành lên tiếng chống đối như các con chiên ở Việt Nam, nếu đó là các diễn viên người Việt? Tại sao kỳ vậy? À. Như vậy cho thấy tự do tôn giáo ở Mỹ thực sự là như thế. Đó là tự do phát biểu chống lại những điều vô lý, chống lại những điều hoang đường, chống lại những sự gạt gẫm của tôn giáo thờ Chúa, chứ không phải là quyền tự do đòi chiếm hữu hay là tự do hành lễ, truyền giáo, nhảm nhí, bịa đặt ở nơi công cộng mà không xin phép. Đấy. Trở lại vấn đề chính về sự bất hạnh của gia đình tôi. Là người cha như tôi, hàng tuần đau lòng chứng kiến hai đứa con khôn lớn
phải đi lễ nhà thờ Công giáo, nghe các linh mục truyền đạo và dạy học giáo lý có nội dung cực kỳ mê tín dị đoan và phản khoa học và tàn ác như chúng ta thấy trong vài thí dụ ở trên. Ngoài ra, họ được dạy là phải mang ơn và yêu kính Chúa vô cùng hơn hẳn cả cha mẹ và ông bà. Chúa đã ban lương thực cho ta hàng ngày. Chúa có rất nhiều phép lạ, biến ra hàng ngàn ổ bánh mì phát cho dân, biến nước lã thành rượu, rẽ sóng nước trên biển cả mênh mông thành một con đường cho dân chúng đi qua. Chúa có thể ban phép lạ chữa được bệnh ung thư cho nhiều người và rất nhiều phép thuật khác. Giáo lý Công giáo được tuyên truyền công khai ở các nhà thờ và trên trang web Công giáo có nhiều nội dung tuyên truyền rất độc hại, phi lý, ngu xuẩn và cực kỳ kinh tởm. Chẳng hạn như rước lễ ăn bánh thánh, uống rượu nho tượng trưng cho việc ăn thịt Chúa và uống máu Chúa Giêsu. Lại bày ra một câu chuyện vô lý khác là Chúa chịu đóng đinh trên cây thập giá để chuộc tội cho nhân loại. Nhưng thực tế ông Giêsu phạm tội, vì thế phải chịu án đóng đinh theo luật La Mã thời bấy giờ. Chúa run sợ khóc chảy nước mắt chứ đâu phải muốn chết để chuộc tội cho ai. Xem hình Chúa khóc thì biết ngay. Thế thì có câu hỏi tại sao một thứ mê tín đã trở thành tôn giáo? Vậy thử hỏi tại sao lại có hàng triệu các tín đồ Công giáo từ thế hệ này sang thế hệ khác tin và theo? Câu trả lời đã được tôi đúc kết lại qua tìm hiểu và may mắn tìm được sách báo của các nhà khoa học, các học giả nổi tiếng trên thế giới, chủ yếu là được cung cấp từ sách hiếm.net, Tôn giáo và dân tộc, giao điểm, chuyển luân qua thực tiễn cuộc sống từng trải của tôi ở trong xóm đạo và dòng họ đạo bên vợ. Các nguyên nhân đó như sau. Thứ nhất là các tín đồ Công giáo có tín ngưỡng tôn giáo theo kiểu cha truyền con nối. Trong khi gia đình có một đứa bé sinh ra, trong vòng một tháng là phải làm phép rửa tội. Và khi vừa mới bập bẹ biết nói là biết hai chữ đầu tiên là ả Chúa và cảm ơn Chúa. Khi vừa dứt sữa mẹ và biết ăn cơm, trước khi ăn cơm là phải làm dấu thánh giá. Cảm ơn Chúa. Do Giáo hội Công giáo Việt Nam biết cách tận dụng thủ đoạn bỉ ổi nhưng cực kỳ hiệu quả bằng chiêu thức nhồi sọ, bằng việc truyền giáo, giáo dục cho chính các bậc phụ huynh làm ông bà, cha mẹ hầu hết trước đây là những kẻ nông dân ít học, nên đầu óc mê tín dị đoan đã tự nguyện trực tiếp tiêm nhiễm nhồi sọ các giáo điều cặn bã của Kinh Thánh bịa đặt vào đầu óc của tất cả các trẻ thơ là con cháu của chính họ. Và khi những trẻ thơ dại này khôn lớn, dù có được đào tạo nên bác sĩ hay tiến sĩ khoa học đi nữa, thì trước đó cái hộp sọ của chúng cũng đã được nhồi nhét đầy óc mê tín dị đoan rồi. Thứ ba, Giáo hội Công giáo Việt Nam cực kỳ là hèn hạ. Họ cấm tất cả các giáo dân không được xem và nghe những gì trái với Kinh Thánh và giáo lý do chúng tự bịa đặt ra, kể cả những vấn đề khoa học và lịch sử đã được chứng minh nhưng có tính phản bác lại Chúa Giêsu và trái với những gì đã được chúng ghi chép trong Kinh Thánh để truyền giáo. Nhưng dù không cấm đi nữa thì tình yêu thương và mang ơn thờ kính thần tượng Chúa Giêsu đã ăn sâu vào tâm trí tiềm thức từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành. Cho nên dù là khoa học chân lý có chứng minh rõ ràng đi nữa mà trái với lời Chúa thì đều bị các tín đồ Công giáo gạt ra khỏi đầu óc ngu muội đặc sệt và không được chấp nhận. Bây giờ làm sao giảm bớt số nạn nhân? Giáo dục, giải trí, điện ảnh. Vậy vấn đề chính cần bàn và cần làm ở đây là làm sao để cho những người kém may mắn bị sinh ra trong gia đình Công giáo nhận thức được đạo Công giáo là cực kỳ tà đạo, gian manh, lừa bịp vì bản chất của chúng nó có rất nhiều yếu tố phép thuật, thần thoại, phản khoa học nói chung là cực kỳ mê tín dị đoan, cần phải bài trừ. Xin trích dẫn một đoạn trong sách hiếm nét của học giả Dominic Nguyễn Chấn. Muốn cứu những người Công giáo ra khỏi bóng tối tinh thần, chỉ có một giải pháp nhân đạo nhất và hữu hiệu nhất là giáo dục họ. Nói cách khác là đem đến cho họ một ít vốn liếng của sự hiểu biết. Đất nước sở dĩ vẫn còn bị nhiễu loạn vì còn có nhiều người dân thiếu hiểu biết. Muốn thực hiện cuộc sống an bình trong xã hội, điều cần thiết
Trước hết là phải nâng cao dân trí. Như Einstein đã nói, hòa bình chỉ có thể thực hiện bằng sự hiểu biết. Peace can only be understanding. Đây là một chân lý. Việc này phải được đặt trong hai bối cảnh quan trọng là giáo dục và giải trí điện ảnh. Thứ nhất, trong ngành giáo dục, hiện nay ngành giáo dục Việt Nam bậc phổ thông từ thấp đến cao chưa thực hiện đầy đủ sự đào tạo khả năng tư duy, biết nhận xét, biết suy luận logic, không kiêng kỵ vấn đề nào, kể cả vấn đề tôn giáo. Người dân cần có tư duy phản biện, không nên chấp nhận nghe từ một phía, mà phải luôn biết đặt vấn đề ngược lại để xem xét tính hai mặt của một vấn đề, của một hiện tượng, đâu là sai, đâu là đúng. Một thực tế, lâu nay nền giáo dục tiên tiến trên thế giới và ngày nay tại Việt Nam, một số trường đào tạo Việt-Mỹ đã thực hiện chương trình đào tạo tiên tiến có chất lượng cao, cũng đã giáo dục và trang bị trình độ về tư duy nhận thức cho học sinh, cụ thể là theo tiêu chí sau đây. Không nên tin tưởng tuyệt đối vào điều gì, những gì ta nghe và thấy, vì thứ nhất là nó được đồn đại bởi nhiều người, thứ hai là vì nó được viết trong sách báo, thứ ba là vì giáo viên của bạn hoặc là người lớn tuổi bảo như thế. Tất cả là tùy thuộc vào mỗi chúng ta, tùy thuộc vào khả năng phân tích và óc suy luận nhận xét khách quan của chúng ta. Sau khi quan sát, phân tích, thấy được cái bản chất của sự việc, nếu thấy đúng với tất cả mọi người thì ta chấp nhận nó. Vì vậy, tôi rất tha thiết và mong muốn góp ý cho các cấp lãnh đạo ngành giáo dục hãy chỉ đạo cho tất cả các giáo viên của tất cả các trường học phổ thông ở mọi cấp bậc và cả bậc đại học chú trọng giáo dục, nâng cao tư duy nhận thức cho các học sinh, sinh viên là thế hệ tương lai của đất nước theo tiêu chí như đã nêu trên và mạnh dạn cho các học sinh, sinh viên thảo luận nhận xét về vấn đề công giáo phi nghĩa, phi đạo đức, phản khoa học và cũng chính là bài trừ mê tín dị đoan. Việc giáo dục tư tưởng, nhận thức, tư duy, logic, tôn vinh khoa học, biết phân biệt điều hay lẽ phải, đâu là chánh, đâu là tà, là rất cần thiết trong giáo dục nhân cách của một con người. Vấn đề này có thể được thực hiện ở khắp nơi như là trong các buổi giảng dạy môn giáo dục công dân hoặc trong các buổi sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm của các cấp hoặc thảo luận chuyên đề. Như đã nêu từ đầu, về vấn đề tự do tín ngưỡng, ta cần phải thực hiện mạnh mẽ ở vế thứ hai là không cấm đoán tự do phê bình và phản bác tôn giáo. Xin nhắc lại là không cấm đoán tự do phê bình và phản bác tôn giáo. Cái điều này là xin phân biệt với cái sự gọi là cố tình bôi nhọ, xúc phạm. Hai cái chuyện đó khác nhau. Thí dụ như cái chuyện đó người ta không có mà quý vị bịa đặt ra hoặc là diễn dịch nó khác đi để mà châm biếm, để mà xúc phạm thì cái điều đó chúng tôi không có quảng bá đâu, chúng tôi không có khuyến khích đâu. Chủ yếu chúng tôi nhận thấy cần thiết phải phản bác và bài trừ những điều dạy mê tín, phản khoa học, phản nhân tính của Đạo Chúa. Một ví dụ minh chứng cụ thể mà tôi đã chứng kiến trong gần 30 năm ở trong xóm đạo là những đứa con theo đạo Công giáo thường bất hiếu hơn những người không theo đạo Công giáo. Suốt cuộc đời chúng nó không thể bỏ một buổi đi lễ Chủ nhật hàng tuần để tôn vinh ca ngợi Chúa, nhưng chúng có thể bỏ mặc cha mẹ già của chúng trên 90 tuổi mấy tháng liền không đến thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe cho cha mẹ mình. Và vấn đề trong ngành giải trí điện ảnh, ngoài ra tôi cũng muốn góp ý đối với các ngành điện ảnh Việt Nam, đặc biệt là hài kịch Việt Nam. Các tác giả và đạo diễn sẽ có rất nhiều vở diễn hay, có thể cười sảng khoái nếu biết khai thác về đề tài công giáo. Nguồn kịch bản dồi dào nhất có thể xem và lấy từ hai phim sau đây. Thứ nhất là Cuộc đời Chúa Giêsu và phim 10 điều răn của Chúa. Hai phim hài được giới thiệu ở đầu bài trên cũng được lấy từ một phần rất nhỏ của hai phim này. Kết luận ở cuối thư, nhận thấy trang web sachhim.net khả dĩ cung ứng đầy đủ dữ kiện cũng như kiến thức tạm đủ để giúp đỡ thế hệ tương lai của nước nhà trong những vấn đề trình bày ở trên. Do đó rất cần thiết phải đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và giới thiệu chia sẻ cho mọi người dân Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam biết và đọc những bài viết rất bổ ích, rất hay từ trang sachhim.net. Nếu có thể, treo băng rôn quảng bá sachhim.net cho mọi người đọc, nhà nước và các tổ chức mạnh thường quân
hãy nên ủng hộ mọi mặt cho sách hiếm.net ngày càng phát triển. Ngoài chuyên mục khai sáng công giáo, sách hiếm.net còn có chuyên mục về thời sự, chính trị và lịch sử nước nhà rất có giá trị và bổ ích. Sách hiếm.net có những bài viết với lý luận sắc bén và có chứng minh bằng sự kiện lịch sử khách quan cho những người kiều bào xa quê hương đất nước Việt Nam từ lâu nhận thấy rõ những luận điệu xuyên tạc, sai sự thật của rất nhiều bài báo về nhà nước Việt Nam. Đó là những tâm sự của tôi sau mấy chục năm ngậm hờn nuốt tủi, kính mong nhà nước cứu xét để giải vây các nạn nhân và phòng ngừa các nạn nhân tương lai, mong được như vậy. Thì xuyên qua cái bài viết của tác giả Trần Khai Sáng này thì có lẽ các bạn đã thấy rõ nhiều cái vấn đề mà chúng ta còn hiểu sai về chữ tự do tôn giáo. Chúng tôi tóm lại là tôn vinh cái tự do phê bình và phản bác tôn giáo như là một trong những cái quyền tự do về tôn giáo. Nhưng chúng tôi không cổ suý những cái việc mà xúc phạm tôn giáo bằng cái cách suy diễn lệch lạc để mà cố tình hạ nhục người ta một cách sai trái thì chúng tôi không cổ suý. Và xin tạm chấm dứt phần này để hẹn lại cái phần sau. Xin tạm biệt quý vị.